Rồi chào mừng mọi người đến với channel của Mộc nha. Thì hôm nay bên Mộc xin giới thiệu cho mọi người cái hai mẫu hàng Mộc đang chuẩn bị giao đi cho khách của Mộc ở bên Tiền Giang nha mọi người. Và đây trước hết là Mộc sẽ giới thiệu cho mọi người cái trước hết là cái tranh thờ gỗ đỏ này ngang 81, giá của nó sẽ là 11 triệu 500. Còn cái này là bàn cúng gỗ Gõ Đỏ ngang là 1m54, thì cái loại này giá của nó là 10 triệu 500. Đó, nhưng mà Mộc sẽ giới thiệu cho mọi người cái bàn thờ thần tài này trước. Chiếc bàn thờ thần tài này chất liệu của nó là gỗ Gõ Đỏ 100%, hay còn gọi là gỗ bên, gỗ kè te. Và cái loại này kích thước của nó là ngang 81, chiều cao từ đất lên trên tới cái đỉnh mặt này là 1m17. Mọi người thấy cao ngang ngực Mộc nha, 1m17. Và chiều sâu của nó là 68. Còn nếu mà mọi người kéo cái này ra ấy, thì nó ra tới phải là 1m07 á. Nếu mà mâm cúng kéo ra là 1m07. Nhưng mà nếu mà mọi người có mâm cúng đóng đôi như thế này, từ trước ra này là 68, theo chuẩn số đo lỗ ban luôn nhé mọi người, chuẩn số đỏ phong thủy luôn. Và chiếc cột này nó mắc là bởi vì nó có cái cột rồng phù ra, hai con rồng phù ra mọi người. Nhưng mà hai con rồng phù ra này, cái cột gốc của nó chỉ có 14 thôi. Mộc sẽ nhập ra 6 phân nữa, bởi vì cái kiểu con rồng này ấy, muốn làm được cái con rồng này ấy, thì bạn phải làm và chạy CNC cái phần này 14 trước, xong sau đó ấy, để Mộc sẽ đắp cái phần nhiều gỗ và vô về sẽ được đục bằng tay. Cái phần này, cái phần mặt rồng phù ra phải đục bằng tay thủ công nhé mọi người. Nên làm cái này ấy, nếu mà mọi người làm nguyên khoang nguyên cái cột 20 ấy, thì đục CNC không có chạy được, nên bắt buộc làm cái cột rồng này là mình phải ghép. Nhưng mà cái ghép này là ghép công nghiệp, nó không bao giờ bung ra được đâu nhá mọi người. Mọi người để nếu mà để ý cái vết ở đây này, nó sẽ cái đường ghép. Đó, phần này ghép này, mọi người thấy không? Cái kiểu con rồng này 100% nếu mà muốn làm ấy là phải ghép nhé. Cái mẫu này là của khu làng nghề Mộc, là làng nghề đồ gỗ Hố Nai sản xuất. Cái kiểu này của khu làng nghề Mộc làm nhé. Cái cột này cột 20 phân. Đó. Và ở giữa này nó có một cái hộp đèn. Đấy, và ở dưới hai bên vát này nó có vát hai con rồng và yếm. Nó có hai cái tầng mặt trên. Thì cái tầng này bạn có thể để tượng đồ chợ trên đây cũng được. Đó. Nhưng mà cái này ấy, là kẹp 3 phân, nhưng mà ra cái mặt gốc của nó ấy, thì nó chỉ có 9 ly thôi. Nếu mà mọi người coi, mọi người để ý này. Đó. Cái loại này ấy, đấy nó có cái mặt gốc ở dưới này. Nhưng mà nó thiết kế theo cái hệ đỡ ấy, người ta làm cái đỡ kẹp chỉ ở dưới luôn, nguyên cái khung này luôn, nên bạn để đồ cả 100kg lên trên này để vẫn được nha mọi người, nó không có ảnh hưởng gì hết, nó rất là cứng luôn, bởi vì nó ghép chỉ viền và nó kẹp như vậy là nó thành nguyên khối rồi. Nếu mà mọi người muốn biết nó kẹp hay không hay nguyên tấm ấy, thì mọi người nhìn dưới đằng sau này, nếu mọi người thấy sẽ thấy cái mặt mỏng nó chạy này. Mọi người thấy không, cái mặt này nó chỉ có 9 ly thôi. Giá của chiếc bàn thờ thần tài này là 11 triệu 500. Mọi người phải hiểu là thường cái loại kẹp 9 ly như thế này là phải 98% hàng trên thị trường đều ở khu làng nghề Mộc sản xuất đều phải kẹp như vậy hết, bởi vì cho cái giá thành nó rẻ. Còn nếu mà mọi người muốn làm mà mặt nguyên tấm 3 phân ấy, thì chỉ những gọi là đại gia người ta mới đạt thôi. Đừng cái loại mà kẹp mặt 3 phân thì một cái tranh thờ nó lên khoảng 4 triệu nữa, 3 triệu đến 4 triệu nhé. Thì Mộc chưa làm nhưng Mộc chưa tính giá được, nhưng mà tầm lên tầm khoảng 3-4 triệu nữa thì cái này 11 triệu 500 thôi. Còn nếu bạn thích làm dày nguyên tấm, cái tấm ở dưới này nó kẹp cái này, mọi người để ý này, để cho mọi người coi. Nếu mọi người để ý cái chỉ này, nếu mọi người thấy một cái chỉ chạy dọc ở đây. Đó, thì tấm gốc này nó chỉ có 9 ly rồi. Đó, và mặt nguyên tấm rồi nhé. Còn muốn biết thiệt hay không ấy, thì mọi người coi cái góc ở đằng sau. Góc đằng sau của loại này cũng vậy, mọi người coi là mọi người biết rồi. Cái góc đuôi này mọi người thấy không? Đó, nó có phần hai lớp này, mọi người thấy không? Đấy, nên cái loại nào kẹp thì mọi người cứ nhìn cái phần phía đuôi sau là mọi người dễ nhìn nhất. Còn phần dưới này thì khi mà làm cái sơn thì mọi người hơi khó nhìn. cái mâm cùng kéo ra là 1m07. Một cái bàn thờ thần tài này là gỗ gõ đỏ ấy mọi người, cực kỳ đẹp và hầm hố luôn. Giá chỉ 11.500.000 một bộ. Mẫu này của khu làng nghề Mộc làm nhé, còn mấy mẫu này thì về tỉnh bán khá là cao mọi người. Mấy mẫu này về tỉnh người ta bán phải 17-18 triệu một cây là chuyện bình thường. Nếu mà bên cửa hàng nào người ta bán giá cao á, còn bán thấp cũng phải chắc phải tầm cỡ 15 triệu. Còn bên Mộc chỉ có 11.500.000 thôi, giá tận làng nghề cực kỳ rẻ nhá. Và cái mẫu thứ hai giới thiệu cho mọi người là chiếc bàn thờ gia tiên gỗ gõ đỏ 100%. Và loại này là đỉnh đáy và lưng của nó cũng là gỗ gõ đỏ luôn, nên cái kích thước của nó như Mộc luôn nói nhá, đúng chất cây gỗ gõ đỏ là cái vân nó rất là đều và đẹp, khi mọi người xài này nó sẽ càng nổi vân lên. Còn cái loại mà thường mọi người thích hem giá rẻ, nhiều người, tại vì một cái bàn mà gõ pha nó rẻ hơn so cái bàn này 1 triệu mấy 2 triệu cơ, nhiều loại nó pha nhiều hơn nó còn rẻ hơn được khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu, nên cái loại này nó cực kỳ đa dạng luôn. Còn cái mẫu này của Mộc thì nó là gỗ gõ đỏ 100%, là đúng chất cây luôn nhé mọi người. Và giá của chiếc bàn này ngang 1m54, cao 1m47, sâu 81, giá chỉ 10.500.000 thôi. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà nha mọi người. Mọi người thấy này, cái mâm cúng này thì mọi người có thể kéo ra được này. Đó, và bên này cũng là gỗ gõ đỏ luôn. Thì cái cây thường cái cây ở đằng sau mọi người đấy thì nó sẽ hơi lỗ chút nhá. Còn cái này lúc mà khi mà Mộc làm Mộc sẽ sơn cho mọi người. Ý là sẽ làm ấy, chỉnh sơ qua nữa. Tại vì thường ấy là mình lúc mà mình làm ấy, nếu mà đúng chuẩn thợ ấy, cái gỗ không bao giờ mà đẹp hết được. Thường là mình sẽ làm các mặt tiền là mình làm đẹp, còn các mà cái cây này nó bị hơi bị rạn hay găng ấy, cái cây nó con ngót tự nhiên ấy, chuyện nứt gỗ là chuyện bình thường mọi người, thì mình sẽ giấu xuống các mặt sau, xong lúc mà sơn thì mình làm mình che đi thôi. Còn đây là cái ngăn kéo của nó, ngăn kéo làm rất là sâu nhá, rất là dày luôn. Và chiếc bàn thờ gia tiên này là ngang 1m54, nếu mà cao từ đất lên trên tới cái đỉnh đầu tiên này là 1m07 này, cao lên tới cái tầm thứ hai là 1m27. Và giá của nó chỉ có 10.500.000 thôi. Chân trụ là 7 cân luôn. Cho mọi người coi. Cái viền này thì cái viền ngoài kẹp đầy là 2 phân rưỡi. Cái viền này 2 phân rưỡi, cái mặt trong là 1 phần 3 nhé. Ở đằng sau là gỗ gõ đỏ luôn. Đây gỗ gõ đỏ toàn bộ nhé. Và nhà Mộc sơn rất là sạch sẽ mọi người. Sơn đằng trước đằng sau luôn. Đấy. Cho mọi người coi. Đỉnh nó là gỗ gõ đỏ hết nha, không khoe bất kỳ loại gỗ gì khác nhé mọi người. Và giá của chiếc bàn thờ gia tiên này là 10.500.000. Và chiếc bàn thờ thần tài này giá là 11.500.000. Giá bao gồm sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển tận nhà cho mọi người nha. Cho mọi người coi cái phần đỉnh trước hang rồng này. Quên nói về phần hang rồng này nó chạm bé bay vô nhau nhé, rất là đẹp. Ở dưới phần này thì mọi người thấy sao mà làm cái cây răng, bởi vì phải làm cái cây răng này ấy, thì khi mà hai cái chân này ấy, nó phải răng trước răng trên răng này, nó có 3 cây ấy, thì mọi người khi mà mọi người di chuyển hay là mọi người kéo ấy, nó không có bị bửa ra, nên không làm cái cây này là cái trụ này nó yếu lắm nha. Rồi, nếu thấy clip của Mộc hay thì bấm đăng ký phía dưới mọi người, hoặc là có bình luận góp ý gì thì có thể bình luận cho Mộc để góp ý cho Mộc nha. Rồi, chào tất cả mọi người.